Ok, xin chào anh em quay trở lại với Thinh View, mình là Hưng Khúc. Đây là chiếc Realme 8 Pro. Bản thân mình đã bị rất là ấn tượng bởi chiếc máy này trong video mở hộp. Và đối với những cảm xúc đầu tiên khi mới chạm vào chiếc máy này, sờ, nắn thì rất là nhiều điểm trên chiếc máy chính hãng 8 triệu này khiến cho mình cảm thấy cũng thích. Ví dụ như là hoàn thiện thiết kế này, nó có chất lượng hoàn thiện rất là tốt trong tầm giá. Hay là ví dụ như là phần mềm này, Realme UI 2.0 nó rất là nhẹ và nó rất là mượt. Rồi đến sạc nhanh, 50W sạc đầy chỉ trong vòng có 35 phút mà thôi. Nhưng mà bên cạnh đó thì rất là nhiều điểm trên chiếc máy này khiến cho nhiều anh em cảm thấy rằng nó ảo. Ví dụ như là màn hình có 60Hz này. Chip thì nhà tôi bao đời vẫn là một con chip Snapdragon 720G. Rồi thì chất liệu lại bị cải lùi so với cả phiên bản 6 Pro cơ. Và đó chính là những nguyên nhân khiến cho rất là nhiều anh em bảo rằng là Realme đang ảo giá. Vậy thì cái độ ảo của nó đến đâu và cái trải nghiệm nó như nào thì ok, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với cả anh em những cái trải nghiệm của mình về chiếc máy 8 triệu chính hãng màn hình 60Hz này nhá. Ok, 8 triệu màn hình 60Hz và đây chính là nguyên nhân đầu tiên khiến cho rất là nhiều anh em bảo rằng là Realme đang ảo giá quá. Vì sao? Bởi vì chiếc Realme 6 Pro nó đã được trang bị màn hình có tần số quét lên đến là 90Hz rồi. Vậy mà chẳng hiểu sao lên đến 7 Pro và lên đến 8 Pro thì Realme lại down tần số quét xuống chỉ còn là 60Hz mà thôi. Dù biết rằng bây giờ chiếc máy này nó đã được trang bị tấm nền màn hình AMOLED rồi, màu sắc của nó rất là đẹp và rất là nịnh mắt rồi, chứ nó không phải là dạng IPS hở sáng như là phiên bản 6 Pro nữa. Nhưng mà rõ ràng cả kể là AMOLED 60Hz trong tầm giá 8 triệu thì đây là một cái bước lùi so với cả thị trường hiện nay. Người dùng cần 90Hz. Tuy nhiên thì cũng cần phải rất là thực tế ở đây rằng là nếu mà không có 90Hz thì sao? Nó có phải là một cái điểm trừ gì đó quá là lớn, quá là kinh khủng? Nó có phải là một cái gì đó mất mát quá là lớn hay là không? Ở trong video trên tay mở hộp chiếc máy này thì mình có nói rằng là trải nghiệm giữa 60Hz và 90Hz trên một cái sản phẩm tầm trung mà chỉ sử dụng con chip Snapdragon 720G ấy thì nó cũng không có quá nhiều những sự khác biệt đâu. Và sau khi mình nói như thế thì đã có rất là nhiều anh em comment ở dưới bảo là cứ trải nghiệm đi rồi biết. Thì mình trải nghiệm nhiều rồi. Ở đây mình nói là nó không khác nhau quá là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như một chiếc máy nào đó sử dụng con chip tầm trung đầu 7, đặc biệt là một con chip 720G, nó không phải là một con chip quá là mạnh mẽ, thì những cái hiệu ứng animation nó cũng không quá là mượt đâu. Đặc biệt là nếu như các bạn bật ứng dụng này, các bạn thoát ra này, thì những cái hiệu ứng animation của hầu hết những dòng sản phẩm tầm trung hiện nay ấy, nó sẽ bị những hiện tượng giật và nó sẽ không quá mượt. Đặc biệt hơn nữa nếu như các bạn là một người khó tính đi, hay là đơn giản là các bạn đã sử dụng những chiếc flagship rồi, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái 60Hz và 90Hz trên một cái dòng sản phẩm tầm trung ấy, nó không khác biệt quá nhiều. Nó có khác biệt nhưng mà nó không khác biệt quá là nhiều đâu. Và giờ thì mình lại hỏi lại các bạn rằng các bạn đã trải nghiệm màn hình 90Hz ở trên những chiếc flagship hay chưa? Đó mới là 90Hz mà mình mong muốn. Đó mới thực sự là 90Hz. Trải nghiệm của nó mới thực sự rất là mượt. Chứ còn 90Hz đối với cả một sản phẩm tầm trung mà chỉ được trang bị con chip 720G ấy thì có là tốt. Còn không có, nó cũng không phải là một cái điều gì đó mất mát quá là lớn, hay là nó cũng không phải là một cái điểm trừ gì đó quá là lớn. Ở đây nhá, chúng ta cần phải làm rất là rõ với nhau một điều rằng là mình không hề bao biện cho chiếc Realme 8 Pro này. Rõ ràng là nếu có 90Hz thì trải nghiệm trên chiếc máy này nó sẽ sướng hơn và nó sẽ mượt hơn, đúng không? Và Realme cần trang bị cho chiếc máy này màn hình 90Hz để nó có tính cạnh tranh cao hơn so với những sản phẩm khác trên thị trường hiện nay. Nhưng mà bây giờ nó đã không có rồi, nó chỉ có 60Hz mà thôi. Thì Realme có cái gì để bù đắp cái sự thiếu hụt về tần số quét này hay không? Thì sau mấy ngày trải nghiệm ấy, mình thấy rằng là chiếc máy này nó có. Anh em thấy đây, iPhone không cần màn hình 90Hz vẫn rất là nhiều người cảm thấy hài lòng bởi vì iOS rất là mượt. Thì ở đây, Realme cũng có Realme UI. Cụ thể thì chiếc máy nào sử dụng phiên bản Realme UI 2.0 dựa trên nền tảng Android 11. Nó nhẹ nên là những thao tác vuốt chạm, vuốt lên, vuốt xuống thì mình thấy rằng nó rất là mượt. 720G mà có được cái sự mượt mà như này thì không phải là chiếc máy nào nó cũng có được. Ở đây nhá, thì mình chỉ mượn iOS để cho anh em thấy rằng là một cái hệ điều hành nó tác động rất là lớn đến một cái sự mượt mà của một con máy. Và nó lớn hơn rất là nhiều so với việc là có 60Hz hay là 90Hz. Chứ còn Realme UI ấy, chắc là nó cũng còn xa nữa thì mới đuổi kịp được iOS. Được cái là nó nhẹ, giao diện của nó cũng gần Android thuần. Vậy nên thì chỉ cần một con chip tầm trung, ví dụ như là 720G thôi, thì những cái hiệu ứng animation, những cái trải nghiệm hàng ngày vuốt lên, vuốt xuống, mở app, lướt qua lướt lại thì nó cũng rất là mượt mà rồi. Không phải là tuyệt đối nhưng mà mình thấy rằng nó hơn nhiều so với những sản phẩm trong cùng phân khúc.
À, và cái điểm hay ở đây đó chính là dù nó nhẹ nhá, nhưng mà Realme UI nó cũng đi kèm với một loạt những tính năng tùy chỉnh nó rất là sâu trong setting, mà chúng ta chẳng cần phải cài thêm ứng dụng bên thứ ba nào cho nặng máy cả. Ví dụ như là mình là người không thích icon dạng tròn đi, thì do đó mình đã chỉnh hết sang hình vuông bo góc tương tự như là iOS, chỉnh thêm một chút về kích cỡ này, về cách sắp xếp này, độ to nhỏ các thứ này. Và bây giờ giao diện Realme UI 2.0 đã thực sự thay đổi theo đúng gu của mình, nó vượt xa kỳ vọng ban đầu của mình. Chỉ có một điểm khiến cho mình cảm thấy hơi khó chịu, đó chính là chiếc máy này nó có quá nhiều ứng dụng được cài đặt sẵn trong máy mà chả cần đến. Mình nhóm hết chúng lại rồi nhét vào một folder cho nó gọn. Ok, tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý đến con chip. Và đây cũng chính là điểm mà khiến cho rất nhiều anh em bảo rằng là cái ông Realme này lạ thật. Ba đời một con chip 6 Pro, 7 Pro, 8 Pro vẫn sử dụng một con chip là 720G. Khó hiểu thật. Sao không hề có một cái cải tiến gì vậy? Thì cái này nếu mà trách Realme thì cũng hơi khó. Bởi vì nếu mà bây giờ ấy không sử dụng con chip 720G thì sử dụng chip gì bây giờ? Qualcomm chỉ cho có vậy mà thôi. Những con chip khác trong phân khúc tầm trung đầu bảy ấy, nó cũng không có quá nhiều những sự khác biệt về mặt trải nghiệm, mà lên đến cỡ 780G mà ngang với cả Snapdragon 855 ấy, thì mức giá của nó cao hơn từ 2 cho đến 3 triệu cơ. Và rõ ràng là các bạn không muốn mức giá của nó đội lên cao đến như vậy đúng không? Vào đây thì dù không cải tiến con chip mới, nhưng mà Realme đã chọn cách tối ưu hệ điều hành Realme UI, thì mình thấy rằng đây cũng là một cái bước đi hợp lý. Nó giúp cho những trải nghiệm đơn thuần của một người dùng đơn thuần, những trải nghiệm hàng ngày nó sẽ mượt mà hơn. Còn về trải nghiệm gaming thì 720G chắc là nhiều anh em cũng không còn lạ gì nữa rồi đúng không? Call of Duty Mobile hay là Liên Quân Mobile thì nó sẽ hoạt động mượt mà ở 60fps, rất là mượt. Rồi chơi PUBG thì nó sẽ vào khoảng là từ 38 cho đến 42fps. Còn chip 720G với trải nghiệm gaming của nó thì nó sẽ tương tự như là những sản phẩm khác thôi. Nó vẫn chiến tất thôi. Tiếp theo, điểm khiến chiếc Realme 8 Pro này bị lên án nữa đó chính là về mặt chất liệu. Con này thì bị lên án rất là nhiều luôn. Và cả ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ ra hết tất cả những điểm mà nó bị lên án. Nguyên nhân vì sao mà nó bị lên án nhiều như vậy thì đó là do cái con 6 Pro ấy, thông số của nó ngon quá, và lên phiên bản 7 Pro và 8 Pro nó lại bị down xuống. Ví dụ như là về mặt chất liệu đi, thì 6 Pro nó sử dụng là mặt lưng kính này, rồi mặt trước thì là Gorilla Glass 5 này. Còn chẳng hiểu sao 7 Pro rồi lên đấy là 8 Pro lại sử dụng là mặt lưng nhựa, khung nhựa, rồi mặt trước thì là bằng kính cường lực 3 cộng. Không hiểu nổi luôn. Nhưng mà nếu như các bạn nhìn kỹ ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là Realme 8 Pro là một trong những chiếc máy có chất lượng hoàn thiện là tốt nhất trong tầm giá. Nó làm bằng nhựa nhá, nhưng mà cái cách hoàn thiện nhựa của nó rất là sang. Từ mặt lưng sần này, cái điểm này chắc nhiều anh em cũng biết rồi đúng không? Cho đến khung làm nhám này, khung của nó được làm nhám mà mình rất là thích. Nó làm nhám, nó có những cái chuyển màu nó rất là mịn thay vì dạng nhựa bóng bóng. Nên là mình thấy rằng dù là một sản phẩm tầm trung thôi, nhưng mà nhìn lướt qua cứ như là sản phẩm cao cấp vậy. Và đấy là hoàn thiện. Hoàn thiện tốt thì mình cũng nghĩ rằng chiếc máy này nó sẽ rất là bền. Và đúng là sau khi mà mình sử dụng vào khoảng 2 tuần ấy thì máy nó vẫn mới như vậy thôi. Còn thiết kế này thì chắc là nhiều anh em xem trên kênh Airphone sẽ cảm thấy không thích đúng không? Bởi vì những người dùng xem trên kênh Airphone ấy thì mình thấy rằng anh em có một cái gu hơi tối giản và hiện đại một chút. Và bản thân mình thì cũng cảm thấy không thích cái kiểu này nó bị nổi bật quá ấy. Đây là quan điểm cá nhân thôi nhá. Và tiếp theo, một cái điểm mà chiếc máy này cũng bị lên án nữa đó chính là về sạc nhanh. Cái phiên bản 7 Pro nó đang có sạc nhanh 65W mà chả hiểu sao ông Realme lại down xuống phiên bản 50W ở trên chiếc máy này. Một phiên bản mới nhất mà lại bị down thông số xuống. Đấy. Nhưng mà 50W thì anh em cũng chỉ mất vào khoảng là 35 phút để sạc đầy cho viên pin có dung lượng là 4500mAh này mà thôi. 35 phút sạc đầy 100% đây nha anh em nha. Một tốc độ sạc khá là nhanh đúng không? Sạc từ 10% lên. Và sau khi sạc đầy thì mình on screen được vào khoảng là từ 5 cho đến 6 tiếng thoải mái sử dụng trong vòng 1 ngày. Và cuối cùng thì mình sẽ nói về camera. Mình cũng sẽ đi rất là nhanh thôi. 108MP cho camera chính. Trừ khi anh em phải ra trời căng sáng ấy, thì anh em sẽ thấy rằng cái chi tiết nó lên rất là tốt. Còn chỉ cần hơi yếu sáng nhẹ thôi là nó đã chả khác gì so với cả mấy em tầm trung khác rồi. Ngoài ra thì ba camera còn lại bao gồm camera góc siêu rộng này, cảm biến đo chiều sâu hay là cảm biến siêu cận 2M thì mình thấy rằng nó cũng tương tự như những sản phẩm khác thôi, nên là mình cũng sẽ không đi quá sâu nữa. Và tóm lại về chiếc Realme 8 Pro này thì đối với quan điểm cá nhân của mình và đối với những trải nghiệm của mình ấy, thì mình thấy rằng đây là một sản phẩm tốt.
Tuy nhiên thì cái cách mà Realme đang làm sản phẩm và cái cách mà Realme đang truyền thông ấy khiến cho nhiều người cảm thấy rất là khó hiểu. Và chúng ta nghĩ rằng là đây là một cái sản phẩm nó tệ, nó ảo. Đấy anh em xem, cả cái video ngày hôm nay thì mình đều chỉ ra những cái điểm mà chiếc máy này nó chả cải thiện gì, đã không cải thiện gì thôi. Ở đây lại còn, ông lại còn cho thụt lùi nữa thì bảo sao mà người dùng không nghĩ nó tệ đúng không ạ? Nhưng mà thực tế sau khi mà chúng ta trải nghiệm đủ sâu và trải nghiệm một cách tổng quan hơn ấy, thì Realme 8 Pro nó cũng là một sản phẩm tốt đấy chứ, nó cũng có nhiều cải thiện đấy chứ. Ví dụ như là hoàn thiện sản phẩm này, chất lượng hoàn thiện rất là tốt này, rồi đến hệ điều hành này, camera này. Nhưng mà khổ một nỗi đó chính là mấy cái thứ đó, nó lại rất là ít được người dùng nhận ra. Nó rất là khó để mà gọi tên. Có chăng là chúng ta chỉ thấy rằng nó sướng thôi, chứ chúng ta cũng không biết được rằng là nó sướng từ đâu, nó bắt nguồn từ đâu. Mấy ai phân biệt được rằng là cái nhựa này nó tốt hơn nhựa kia ở điểm gì đâu. Mấy ai phân biệt được rằng là hệ điều hành này nó mượt hơn hệ điều hành kia là ở chỗ nào đâu. Chỉ có thông số mới là cách đến với cả người dùng nhanh nhất, mới là cách đi nhanh nhất. Thì chiếc Realme 8 Pro này nó đã không có, và nó đã thất bại ở khoản này. Đã không có thôi lại còn thụt lùi làm gì, khiến chúng ta cứ nghĩ rằng chiếc máy nó tệ. Và người dùng quan tâm gì ạ? Thì 90Hz thì hơn 60Hz. Nhựa thì tất nhiên là nó phải kém hơn kính rồi. Đó, người dùng đơn giản lắm. Và mình nghĩ rằng với tất cả những điều đó thì chiếc máy này nó sẽ rất là khó bán. Đặc biệt là nó đang để mức giá là 8 triệu đồng sau khi trừ quà, thì mình thấy rằng nó vẫn sẽ rất là khó bán. Cả kể là những trải nghiệm về phía bên trong của nó tốt hơn những sản phẩm trên thị trường hiện nay, thì ngay cái vòng gửi xe của nó đã không được lòng nhiều người dùng rồi. Đó chính là những thông số về mặt bên ngoài. Và đặc biệt hơn nữa là trong một cái thị trường cạnh tranh quá gay gắt như bây giờ, thì để một cái chiếc máy gây được sự chú ý và thành công nổi bật hơn so với cả thị trường ấy, thì nó cần phải hoàn thành tốt hai điều. Điều đầu tiên đó chính là những trải nghiệm về phía bên trong. Nó sẽ phải có chế độ hoàn thiện rất là tốt, trải nghiệm hệ điều hành nó cũng phải rất là mượt. Và cái điều thứ hai đó chính là những thông số về mặt bên ngoài, nó cũng sẽ phải tốt hơn, nhỉnh hơn so với những đối thủ, thì chiếc máy đó nó mới bán được. Chứ còn đối với cả Realme 8 Pro thì mình thấy rằng đây sẽ là một cái sản phẩm khó bán, dù những trải nghiệm về bên trong nó có tốt đi chẳng nữa. Còn anh em thì sao? Anh em nghĩ sao về chiếc Realme 8 Pro này? Hãy cùng comment ở phía dưới nhé. Đó chính là những quan điểm của mình. Còn anh em thấy hay thì cũng đừng quên like cũng như subscribe channel Airphone để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo mới nhất nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.